Vâng, kính chào quý vị khán giả. Hôm nay Nam Quang lại tái ngộ với lại quý vị sau cái bữa tối hôm qua, một cái chương trình đọc độc thoại dài 2 tiếng đồng hồ. Nam Quang thực sự ra không có chủ ý để nói cái livestream đó giống như Nam Quang giới thiệu lúc đầu á, nhưng mà cuối cùng là mình nói càng nói thì mình càng có nhiều cái ý để mà mình chia sẻ với lại quý vị khán giả. Thì Nam Quang rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi từ đầu đến cuối cái chương trình dài 2 tiếng của Nam Quang. Vâng, thưa quý vị, thì hôm nay cái Nam Quang sẽ gửi đến quý vị một cái buổi phỏng vấn phóng viên nghe lữ ở trên San Jose về những cái chương trình sắp tới kỷ niệm ngày lễ 30 tháng 4. Ngày mất nước đó, thưa quý vị. Cho nên là ở phía bên đầu dây bên kia là phóng viên Nghe Lữ đang sẵn sàng. Thì Nam Quang xin gửi lời chào đến anh Nghe Lữ và quý vị khán giả, xin quý vị theo dõi chương trình của Nam Quang. Vâng, Nghe Lữ trân trọng kính chào Nam Quang, chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của William Trust Media, thưa quý vị. Vâng, thưa với anh, mình đi vô chương trình luôn là sắp tới đây ở phía trên San Jose miền Bắc Cali đó có cái những cái chương trình gì để mà kỷ niệm nhân cái dịp ngày 30 tháng 4 không thưa? Vâng, Nam Quang, thưa quý vị, phải nói là cái thời điểm này thì ở San Jose rất là rộn ràng. Chuẩn bị cho 30 tháng 4 thì Liên hội Quận dân đã có những cái thông báo để chuẩn bị vào cái ngày 30 tháng 4. Thì thường thường tổ chức cái lễ cái ngày quân lực thì bao giờ cũng là Liên hội Quận dân Bắc Cali đứng ra tổ chức, mà tổng thư ký là anh Lê Đình Thọ. Tuy nhiên ngoài cái việc đó, thưa quý vị, cho phép Nghị Lữ được tường trình về cái việc là như chúng ta đã biết từ cái suy nghĩ của ông thị trưởng Westminster Tạ Đức Trí về cái vấn đề là quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị lực lượng phản chiến, đã bị Cộng sản Việt Nam mạ lị, nói rằng là hèn yếu, là thế này thế khác. Thì thưa quý vị, thị trưởng Tạ Đức Trí đã có cái ý tưởng là xây dựng một cái tượng đài tái chiếm lại cái cổ thành Quảng Trị khi mà năm 1972 Cộng sản Việt Nam đã cố tình đó là chiếm cái Quảng Trị để làm cái bàn đạp đó, mà nói rằng họ sẽ tạo thành một cái điểm mà nói rằng quân và dân miền Nam đã nổi dậy để mà coi như là mong rằng cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Họ đã chiếm được Quảng Trị, thưa quý vị. Tuy nhiên năm 1972 đó, nắm được cái ý định là Mỹ sẽ bỏ miền Nam Việt Nam, thì họ mới mạnh dạn họ sử dụng, lần đầu tiên họ sử dụng không phải là từ chiến tranh du kích nữa, mà là từ một cuộc chiến tranh có xe tăng, có pháo, vân vân, rất là dữ dội để mà chiếm được Quảng Trị. Thế nhưng thưa quý vị, toàn thể quân lực Việt Nam Cộng Hòa gồm các quân binh chủng, hải lục, không quân, kể cả địa phương quân, nghĩa quân và người dân, dù đã bị tan nát khi mà Cộng sản đã chiếm cái Quảng Trị, tuy nhiên cái đợt phản công vào năm 1972 đó đã dứt điểm vào tháng 16 tháng 9 1972, khi mà đơn vị thủy quân lục chiến, binh chủng thủy quân lục chiến là cái đơn vị cuối cùng dứt điểm là chúng ta đã chiếm lại được Quảng Trị. Và thưa quý vị, cái hình ảnh mà những người lính thủy quân lục chiến dựng lại cái lá cờ vàng trên cổ thành Đinh Công Tráng là một hình ảnh mà cả thế giới đều phải khâm phục. Và thưa quý vị, từ cái điểm đó mà thị trưởng Tạ Đức Trí có nói đến vấn đề là muốn dựng một cái tượng đài để mà vinh danh cái tinh thần chiến đấu bảo vệ miền Nam tự do của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và thưa quý vị, đặc biệt là ngày mai đây là 25 tháng 4, thì thưa quý vị, để kỷ niệm 30 tháng 4 thì có một cái buổi lễ gọi là tưởng niệm 30 tháng 4 lần thứ 46 do các hội đoàn họp nhau để tổ chức, sẽ được tổ chức từ 11 giờ đến 3 giờ chiều tại khu Grand Symbol. Và trong dịp này thì thưa quý vị, thị trưởng Tạ Đức Trí và luật sư Quốc Lân cũng có đến tham dự cái ngày 30 tháng 4 lần này. Và sau đó thì vào buổi chiều, từ 5 giờ chiều tại nhà hàng Dynasty thì có một cái buổi gọi là cái bữa cơm thân mật giữa
những ủy ban của xây dựng tượng đài Thế giới thành quản trị gặp gỡ đồng hương ở tại thành phố San Jose. Khi mà các hội đoàn và đồng bào ở San Jose đã rất tích cực để hỗ trợ cho cái việc mà xây dựng tượng đài này, thì như quý vị biết hiện nay vẫn còn là dịch, mặc dù rằng đã qua cái màu cam, nhưng mà đến giờ phút này chúng tôi được biết rằng đã có đến 15 bàn, có nghĩa là 100, trên 150 người sẽ tham dự cái bữa cơm gây quỹ đó, gồm rất là nhiều hội đoàn tham dự, nhiều tổ chức cá nhân và thậm chí là nhiều mạnh thường quân cũng sẽ có mặt, bởi vì họ hiểu được cái công việc làm mà vinh danh Quỹ Lương Nhân Cộng Hòa là một việc làm chính đáng, với việc xây dựng một cái tượng đài để cho thế hệ đời sau này đó họ tìm hiểu về cái Quỹ Lương Nhân Cộng Hòa như thế nào đó, thì khi tượng đài đã hình thành thì họ sẽ hiểu. Và vậy cho nên cái sự ủng hộ của Bắc Cali, thưa quý vị, đến nay có thể nói rằng có chắc chắn một điều rằng sẽ là vui. Mà tôi được biết rằng trong bữa cơm đó đó thì ủy ban xây dựng tượng đài gồm có hai đại diện là thị trưởng Tạ Đức Trí và luật sư Quốc Lân, thì chắc chắn là cũng sẽ gặp gỡ hết toàn bộ những cái người tham dự đó, ngỏ lời cảm ơn. Và đồng thời rằng ngày hôm đó thì anh trưởng ban tổ chức của cái bữa cơm đó là nhà báo Quỳnh Lương Thiện, thì cũng sẽ gửi đến ủy ban những cái check để mà ủng hộ, cái gửi về cho thủ quỹ là luật sư Quốc Lân, để mà sẽ liệt kê lên trên cái website quản trị monument.com. Thì thưa với anh Nam Quang và thưa quý khán giả, là rất là vui là chúng tôi được biết được rằng hiện nay cái số, có thể nói là tổng kết rằng chúng tôi đã có thể nói rằng ngay Bắc Cali này đóng góp cũng được khoảng có lẽ là trên 100.000, thưa quý vị. Chúng tôi chỉ nói như vậy thôi, nhưng mà hiện giờ chúng tôi cũng đang chờ những cái check đó nó về một cách nó rõ ràng, nhưng mà những cái lời hứa nó đã có, và điều đó chúng tôi thấy rằng chúng tôi rất là vui khi mà Bắc Cali phối hợp với Nam Cali đã đóng góp một cách cụ thể vào cái việc mà không phải nói là cái tiếng hỗ trợ không, mà những cái lá thư của Liên Hội Cựu Dân, hay là cái sự hiện diện của những người chủ lực chiến tại Bắc Cali, rồi các quân binh chủng có mặt tại Bắc Cali, thì quý vị sẽ thấy rằng cái dự án xây dựng tượng đài Tái chiến của thành Quảng Trị này là một việc để lại cho thế hệ mai sau đó họ hiểu được cái tính chính danh, cái tinh thần chiến đấu, cái sự hy sinh của không riêng quân đội mà kể cả người dân ở Quảng Trị đã phải bị như thế nào trong cái khi mà phải chịu cái cảnh mà Cộng sản Hà Nội đã cố tình đó đánh phá, nó đã cố tình nhuộm đỏ cái miền Nam, thưa quý vị. Và đó là cái điều mà chúng tôi mong rằng cái hôm đó quý vị cũng có thể theo dõi trên livestream của anh Vượng Tất Nguyễn, anh sẽ tường trình cụ thể đó là cái buổi lễ 30 tháng 4 đó như thế nào ở tại San Jose, rồi cụ thể là cái bữa cơm thân mật đó có những cái hình ảnh gì, có những cái cảm động gì, thưa quý vị. Đó là những cái điều mà Nghệ Lực xin phép được tường trình với Nam Quang và quý khán giả của chương trình William Trust Media. Vâng, thưa với lại anh Nam Quang, nghe được những cái thông tin mà anh vừa mới trình bày đó thì Nam Quang rất là vui, là cái tượng đài là một cái công trình có ý nghĩa do thị trưởng Tạ Đức Chí khởi xướng đó, thì nó đã được sự ủng hộ của đồng bào của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới, mà nhất là cái ngọn cờ đầu là Bắc California nữa, tại vì Không dám đâu, không dám đâu, xin được gác lại Nam Quang, không dám là ngọn cờ đầu. không, thật sự là như vậy, thưa quý vị. Năm Quang phải phải nói cái gì thật thì Năm Quang nói, thưa quý vị, là trong trong những cái bìa mình phải nhắc lại, thưa anh, là trong cái thời điểm mà recall đó, là Bắc Cali và các hội đoàn, các binh chủng, các hội đoàn, gọi là mình nói sao anh, các binh chủng hả, các hội đoàn về lính đó ở trên Bắc Cali là ủng hộ miền Nam Cali, cái thành trì, giữ lại cái thành trì chống cộng một cách nhiệt tình lắm, thưa quý vị, trong khi những cái hội đoàn ở phía Nam Cali lại im hơi lặng tiếng. Thì bởi vậy chúng tôi
những người hoạt động ở phía Nam Cali rất là trân trọng cái lửa, cái nhiệt huyết của đồng bào miền Bắc Cali truyền xuống dưới miền Nam này, thưa anh. Thì Ông xin phép được ngắt lời Nam Quang ở chỗ này đi. Nam Quang nói như vậy thì Nghi Lữ cũng nói ngược lại Nam Quang điểm rằng Nam Quang là người ở Bắc Cali, à Nghi Lữ là người ở Bắc Cali. Nghi Lữ là cảm thấy là thèm thuồng cái điều mà Nam Cali có, đó là gì? Trong một cái đồng thành phố có 5 nghị viên thì hết 3 người là người Việt. Và cũng chính nhờ cái điểm đó mà Nghi Lữ có dịp đi Nam Cali để thấy được rằng vì có những người dân cử gốc Việt như vậy đó, thành ra cho nên đó, từ cái đường Bô Sa được mang tên đường Trần Hưng Đạo, rồi thì bao nhiêu cái tượng đài đã được xây dựng, trong khi ở đây đó tại San Jose chúng tôi trên 100.000 người Việt ở đây, các cơ sở thương mại của người Việt rất là mạnh, đóng thuế rất là nhiều, nhưng hiện nay đến giờ phút này không còn một dân cử gốc Việt nào hết. Cho nên chúng tôi ở đây thèm thuồng có những cái điều để nói lên đó là cái sắc dân người Việt trong cộng đồng láng giềng này. Thí dụ như là một cái con đường gì đó mang tên người Việt không có, một cái tượng đài gì đó để nói lên cái tinh thần cái người miền Nam Việt Nam, cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa, tôi cũng chưa có một cái tượng đài nào hết, ngoại trừ một cái tượng đài mà cô Hoàng Thu đã lập được, đó là tượng đài các tướng lãnh Tuntiết tiết vào ngày 30 tháng 4, mà đó là do cá nhân của cô Hoàng Thu vận động được, chứ không phải là do những người dân cử gốc Việt đấu tranh để có được đó. Cho nên ngược lại chúng tôi lại thèm ở cái điểm rằng ước gì mà ở San Jose có được nhiều dân cử gốc Việt, không riêng ở ở thành phố Westchester không, mà chúng tôi thấy là từ cái quỹ biên học khu cho đến những cái gì khác nữa, như những người như anh Triều Đỗ, Nhân Quốc Lân, như là rất là nhiều cái dân cử khác, mà trước đó nữa là luật sư Trần Thái Văn, rồi hiện nay là bên Garden Grove thì cũng có là cô Thu Hà vân vân, rất là nhiều. Trong khi ở đây thì chúng tôi trên 100.000 người Việt mà chúng ta không có được một dân cử gốc Việt nào. Nếu mà ước gì mà được như vậy đó thì chắc chắn thì tôi sẽ có những cái công trình cho người Việt giống như ở Nam Cali, thưa với lại nhà báo Nam Quang. Dạ vâng, thưa anh, ở trong một cái lần mà Nam Quang đi lên trên San Jose thì Nam Quang có một cái vinh dự là được tham dự một cái buổi lễ chào cờ đó, thưa anh. Mình gọi là buổi chào cờ đầu tháng phải không anh? Thì ở cái Mỗi đầu tháng. ở một cái miếng đất mà Nam Quang thấy thành phố San Jose dành cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta để mà xây dựng đó, thì Nam Quang thấy miếng đất đó rất là rộng, và mình có thể là nói là rộng hơn cái miếng đất mà xây dựng tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở phía Nam Cali đó, thưa anh. Thành ra nếu như mà mình vận động được đồng bào của chúng ta, mình xây dựng một cái bảo tàng ở đó, hay là một cái hệ thống tượng đài vinh danh chiến sĩ Việt Mỹ ở đó cũng rất là hay. Nhưng mà tại sao cái thời gian mà Nam Quang được biết là cái miếng đất đó đã được thành phố trao cho cộng đồng Việt Nam của mình cũng khá lâu rồi, mà hiện giờ nó vẫn nằm đó, nó chưa có một cái dấu hiệu gì hết, phải không thưa anh? Đúng. Bởi vì tại sao? Bởi vì giống như Kỳ Lữ nói đó, là được cái nơi đó để cuối cùng để mang một cái tên rất là đẹp, đó là vườn truyền thống Việt. Nhưng mà cái truyền thống hiện giờ chưa có cái gì hết đó, chỉ có với cái cột cờ là hết. Và chúng tôi cũng nhờ vào những cái cột cờ đó mà có cái buổi chào cờ hàng mỗi một đầu tháng vào ngày thứ bảy. Tuy nhiên cái điều mà như Nam Quang vừa nói là đó là cái niềm ao ước của cộng đồng người Việt tại đây. Nhưng mà vì chúng ta không có những người dân cử đó để mà chúng ta có thể có những nghị quyết, có những cái dự án được hội đồng thành phố chấp thuận, để rồi từ đó chúng ta có thể là có tượng đài này tượng đài kia, hay là một cái nhà truyền thống, hay là những cái cơ sở mà cho các sinh hoạt các hội đoàn đó cũng không có luôn. Thành ra vì vậy cho nên đó là cái điều mà chúng tôi hồi nãy có nói đó. Và trở lại cái điều mà Nam Quang hồi nãy nói rằng cái việc decor thì chúng ta được trí, thì thú thật mà nói rằng chính Bắc Cali chúng tôi đó, vì cái ao ước nó như vậy, thành ra cho nên khi mà thị trưởng Tạ Đức Trí đó bị ông tỷ phú Hoàng Kiều đó và với là một số cá nhân ở Nam Cali đó là một là đòi recall đó, thì tôi lại từ cái ao ước mà muốn giữ lại những người dân cư gốc Việt, cho nên chúng tôi đã mạnh dạn tổ chức một cái buổi gây quỹ cho thị trưởng Tạ Đức Trí vào ngày 7 tháng 3 2020. Và thưa quý vị, ngay trong cái buổi đó đó thì chúng quý vị biết rằng chỉ có sao buổi đó đã bắt đầu có cái dịch Covid rồi, thưa quý vị. Nhưng mà Đăng Quang nhớ không? Cả trên 300 người, gần 400 người đi tham dự cái buổi quỹ đó.
Đúng rồi, đúng dạ không? dạ dạ Và cái đúng. không khí hôm đó rất là sôi nổi, và không các hội đồng quân đội nó không ngại ngần gì mà đọc cái bản lên tiếng, cũng giống như là bộ chí cũng đọc bản lên tiếng ủng hộ cái chuyện mà no recall. Rồi thì nghĩa là cứ nghĩa là không ngại ngùng gì mà cũng nói thẳng tên ông Hoàng Kiều luôn, có đúng không Nam Quang? Đúng rồi thưa, dạ. Và chúng tôi nghĩ rằng từ sau cái ngày 7 tháng 3 đó thì khắp nơi đã thấy những hình ảnh đó và đã gửi thơ về để ủng hộ cho no recall, và mừng là hồn thiêng sông núi đó cũng đã hỗ trợ để cuối cùng rằng thị trưởng Tạ Đức Trí đã vượt qua cái chuyện recall đó với cái tỷ lệ là 60%, đúng không ạ? Đúng Dạ. không? Và điều đó đó thì tôi xin phép được nói riêng với cái người em Nam Quang, đó là cái cư dân của Nam Cali, thì cái thèm thuồng của chúng tôi là như vậy đó. Thì cũng mong rằng Nam Quang và những anh em mà phóng viên ở dưới đó thì hãy nhìn cái hiện tại của San Jose mà hãy tiếp tay để giữ vững cái thành trì chống cộng, giữ vững những cái ghế của người dân cử gốc Việt chúng ta, để mà chúng ta không có bị giống như cái tình trạng giống như ở San Jose này. Mà rõ ràng rằng thưa quý vị, Westchester được gọi là cái thủ phủ của người Việt tị nạn cộng sản, thì chắc chắn đó là một cái gai mà cộng sản Hà Nội chắc chắn rằng rất là muốn nhổ. Vì vậy cho nên những người Việt tị nạn cộng sản chúng ta đó, trên cái tinh thần là bảo vệ căn cước người Việt tị nạn cộng sản, thì chúng ta cần phải đoàn kết để giữ cái thành trì này bằng cách rằng giữ những người dân cử gốc Việt để chúng ta có được một cái thành trì vững chắc được, thưa với nhà báo Đăng Quang. Dạ vâng thưa anh, phải thưa thưa anh là hiện giờ chúng ta vẫn đang live và có những cái vị khán giả đang tương tác với lại chúng ta. Thì thưa anh, ở trên ở trong cái chat room thì có một bạn tên là BT So, là cũng là một trong những khán giả rất là trung thành với lại kênh Trust Media Network đó. Bạn có nói là hình như là ở phía trên đó, trên San Jose đó, đa số những người dân cử gốc Việt hồi trước á, thưa anh, là toàn là những người thiên tả không? Cho nên là có phải là vì cái lý do cộng đồng Việt Nam của chúng ta đa số là ủng hộ Tổng thống Trump, ủng hộ Đảng Cộng Hòa, họ quay lưng với lại những cái vị dân cử dân chủ không thưa anh? Gốc Việt nhưng mà dân chủ, thành ra không có được ủng hộ nữa. Chúng tôi nghĩ như thế này, nếu mà nói về cái dân chủ rồi không được ủng hộ đó, thì chỉ có từ đời 2020 2002, tức là từ khi ông Trump đó lần thứ 45 ra ứng cử thì mới có việc đó thôi, 2016, 2016. 2016. Dạ, Dạ. thì từ cái đó thôi, chứ còn trước đó nữa thì chúng tôi đã có những nghị viên gốc Việt như là cô Madison Nguyễn, rồi ông luật sư Nguyễn Tâm, rồi nhà báo Nguyễn Mạnh. Rồi những cái thời điểm đó thì chưa có cái hiện tượng mà dân chủ hay là ủng hộ Trump hay là chống Trump, mà vì Yeah. phải nói rằng những người này đó mà họ không, là bởi vì thí dụ như trường hợp cô Madison Nguyễn là chỉ vì cái chuyện mà người cộng đồng người Việt muốn một cái khu vực gọi là Lý Đô Sài Gòn, nhưng mà cô lại không đồng ý điều đó. Nó xảy ra đó là những cái cuộc biểu tình liên tục đến nước anh Lý Tống Tuyệt Thực vân vân, để cuối cùng thì mới lấy được cái chữ Lý Đô Sài Gòn. Và vì đó thì cô cũng đã mất lòng cộng đồng người Việt, cho nên cô cũng đã không còn tại vị. Còn luật Yeah. sư Nguyễn Tâm hay luật sư hay là nhà báo Nguyễn Mạnh thì cũng có những cái tấm lòng muốn góp cộng đồng người Việt, nhưng mà cũng không có cụ thể được công việc gì lắm. Và đồng thời là nó cũng có những cái vấn đề là cá nhân với nhau, đấu tranh với nhau thế này thế khác, nên cuối cùng rằng hai ông cũng bị rớt. Rồi thì còn ông Diệp Thế Lân thì làm người trẻ, làm luật sư thì cũng đắc cử được một nhiệm kỳ ở khu vực 4, nhưng mà rồi ông cũng ít có gắn bó với sinh hoạt cộng đồng người Việt, cho nên cũng không được cái sự ủng hộ cộng đồng người Việt à. Chứ còn cũng không phải là nguyên nhân là do ủng hộ Trump hay là chống Trump mà không còn. Vâng, và hiện nay thì thú thật với lại Nam Quang đó rằng điều rất là buồn, buồn khi mà cả trên 100.000 người Việt tại San Jose mà không có bất kỳ một dân cử gốc Việt nào hết, thì đó là một cái điều cũng rất là đáng đáng buồn. Và đó là cũng là cái điều mà chúng tôi khi nhìn về Nam Cali chúng tôi nói cái chữ thèm thuồng là như vậy đó, thưa với lại Nam Quang. Dạ vâng thưa anh, xin cảm ơn anh đã chia sẻ những cái suy nghĩ của anh. Vâng, với lại cái
cái việc mà xây dựng tượng đài tái chiến của thành Quảng Trị, mà phía bên Anh đó, những người đang gây quỹ ủng hộ cho cái việc xây dựng tượng đài đó, anh có thể nói sơ sơ một chút xíu về làm thế nào để mà ủng hộ cho cái công việc xây dựng tượng đài không, và hiện giờ cái số tiền đã lên tới đâu rồi thế? Cái việc mà ủng hộ muốn ủng hộ cái vấn đề xây dựng tượng đài, thưa quý vị có thể vào trong website quản trị monument.com, trên đó có nói về những cái cách thức hoặc là chúng ta sử dụng check thì gửi về đâu, pay to thì để như thế nào, và chúng tôi được biết rằng và ngoài ra thì gửi check thì chúng ta còn có thể gửi qua Zelle hoặc là PayPal vân vân, thì quý vị có thể vào trong đó để quý vị biết. Riêng ở tại Bắc Cali đó thì phải nói thẳng rằng đồng bào ở đây đó đã được nghe rất là nhiều cái chương trình phát thanh hay truyền hình. Thưa quý vị, thì quý vị có thể vào trong cái quản trị monument.com thì quý vị sẽ thấy được tất cả những cái bài vở, những cái sự ủng hộ như thế nào, kể cả đó là khi mà luật sư Nguyễn Quốc Lân đó nhận được cái check nào hay là nhận cái gì đều có ghi ở lên trên đó hết, không thiếu một cái gì. Thưa quý vị, gửi 100 cũng có ghi, vân vân. Và đặc biệt là thưa quý vị, nếu quý vị gửi từ 1.000 đồng trở lên thì tên tuổi quý vị hay là hội đoàn quý vị sẽ được khắc vào trong tượng đài luôn. Thì và từ cái điểm đó đó thì thưa quý vị, thì chúng ta, tôi biết rằng có nhiều người vì công cuộc chung đã đóng góp rất là nhiều, không những là 1.000, có thể cái 10.000 vân vân, nhưng mà chúng ta không có cái gì để lưu lại. Còn ngược lại, nếu quý vị đóng góp từ 1.000 đồng trở lên đó thì tên của quý vị sẽ nằm vĩnh viễn ở trên tượng đài đó, để 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm sau nữa thì con cháu chúng ta đó đến đây thì sẽ nhìn thấy được cái tên họ đó. Và chúng tôi được biết rằng trong cái việc này đó thì có cái sự đóng góp của một người con của một người đã hy sinh, đã nghĩa là đã chết trận, họ cũng đã đóng góp, gia đình cũng đã đóng góp 5.000 để mà có cái tên của cha mình trên tượng đài đó. Vâng, tôi nghĩ rằng đó là cái việc làm mà chúng tôi nghĩ rằng rất là ý nghĩa, thưa quý vị. Vâng, xin cảm ơn anh. Và một lần nữa thưa quý vị, là Nam Quang cũng muốn là quý vị, nếu như mà có ý định muốn đóng góp cho cái cổ thành Quảng Trị đó, cái tượng đài xây dựng cổ thành Quảng Trị, thì quý vị vô trong cái website này nha. Nam Quang đưa nó lên để cho quý vị thấy. Cái website là cổ thành Quảng Trị, cổ thành Quảng Trị này thưa quý vị, là quản trị monument .com quý vị nha, quản trị nó, thì quý vị vô đây nó sẽ có những cái form để cho quý vị, nếu như mà quý vị muốn đóng góp thì quý vị sẽ gửi tiền, biết gửi tiền vô đâu nha quý vị nha, tái tái chiếm cổ thành Quảng Trị nè, quản trị monument .com, thì vô đây thì quý vị sẽ có những cái thông tin về về tất cả những cái gì nó liên quan đến cái tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị này. Đây quý vị có thấy là hình Hình ảnh bài ông vở đủ rồi. và anh Huỳnh Lương Thiện đây, và thêm một vị trong ban tổ chức. Thì bây giờ hiện giờ cái những cái danh sách mà đóng góp đây thưa quý vị, những cái danh sách đóng góp đã được cập nhật, Là 60 ngàn á. đã được cập nhật đây rất là rõ ràng, không có cái chuyện mà coi như là tùm lum tà la như quý vị nha, tất cả mọi cái đều được luật sư Nguyễn Quốc Lân cập nhật rất là rõ ở đây. Thì quý vị nếu như có cái có ý là muốn ủng hộ thì đó là cái website để cho quý vị vào ủng hộ, hoặc là quý vị có thể liên lạc bằng cách là gọi phone nha quý vị nha.